Thưa quý vị, tin từ Virginia, Tổng thống Barack Obama vinh danh những nhân viên quân sự đã tử trận trong lúc thi hành nhiệm vụ tại các căn cứ quân sự trong ngày kỷ niệm lễ Memorial Day. Tổng thống Obama đã đặt vòng hoa tại ngôi mộ chiến sĩ vô danh tại nghĩa trang Arlington và đặt tay trên ngực khi tiếng kèn truy điệu vang lên. Sau đó, Tổng thống phát biểu tại thính đường của nghĩa trang. Memorial Day năm nay được cử hành trong lúc bộ cựu chiến binh bị cáo buộc đã chậm trễ trong việc săn sóc sức khỏe của các cựu chiến binh gây chết người. Tổng thống Obama mới từ Afghanistan trở về Washington sáng nay. Ông đã bất ngờ đến thăm quân đội Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự.